vâng xin chào quý vị và các bạn chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục review cờ tướng ngày hôm qua thì các bạn đã được thưởng lãm một cái ván cờ có thể gọi là siêu phẩm cờ tàn đến từ lại lý huynh ngày hôm nay thì chúng ta có một trận bán kết lượt về tuy nhiên thì có một cái tin buồn đó là chúng ta sẽ không được xem huynh ra trận trong trận bán kết lượt về bởi vì hàng châu đã điền tên mình vào trận chung kết rồi à, tuy nhiên thì tôi vẫn gửi đến các bạn một cái trận đấu rất là hay giữa vương tiến nhất và yêu ma tào nham lỗi ở ván đấu này thì vương thiên nhất được cầm quân đỏ đi tiên và tào tào lỗi cầm quân đen đi hậu trong cái trận đấu này thì khi mà hàng châu dẫn trước với tỷ số 62 thì cả hai đội đã tung ra cái đội hình mà tôi nghĩ rằng là mạnh nhất khi mà ở hàng châu thì lượt một vương thiên nhất ra trận và lượt hai thì thân bằng ra trận còn bên phía thâm quyến thì lượt một tào nham lỗi chấn ải bản 1 và lượt hai thì hồng chí chấn bản chấn ải bản số 2 tuy nhiên thì chúng ta cùng theo dõi cái ván 1 của vương thiên nhất và tào nhâm lỗi ván đấu này thì vương được cầm quân đỏ đi tiên và phá đầu ngay các bạn ạ phá đầu ngay không có phi tượng hay thúc tốt gì cả đối lại thì tào cũng đỡ bình phong mã và hai bên đi khai cuộc thì hình thành thế trận ở trung pháo tấn tam binh đối bình phong mã trong một cái ván đấu quan trọng thì dường như vương thiên nhất đã có cho mình một cái sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng khi mà anh ta đưa ra một cái đường đao theo uh, cái uh, hiểu biết của bình luận viên thì nó khá mới các bạn, một cái đường đao khá mới theo cái sự hiểu biết của tôi. Còn uh, chưa rõ rằng là cái đường này cái thế trận này đã được kỳ thủ nào khác uh, nghiên cứu và sử dụng hay chưa. Và vẫn là thế trận Tam Bình thông thường thôi, vẫn là những cái nước cờ chính thống nhất mạnh nhất của trung pháo tấn Tam Bình rồi Bình phòng mã. Voi 3 tấn 5 xe 9 bình 6 và mã 2 tấn 1 Ở đây thì nó có một cái sự thay đổi thứ tự tức đi một chút à, Một số cái thế trận thông thường thì bên đen sẽ đi xem 1 tấn 3 trước các bạn Sau đó thì mới mã 2 tấn 1 sau Tuy nhiên ở đây thì Tàu ăn mã xuống tốt biên luôn Nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều các bạn Về pháo thì cũng xem 1 tấn 3 Nó cũng na ná vậy thôi, không khác nhau quá nhiều và ở đây thì nhất lựa chọn phương án xe 2 tấn 6. Cái phương án này là một trong những cái thế trận mà đã từng được các kỳ thủ Trung Quốc sử dụng rất là nhiều. Có một uh, giai đoạn thời gian thì nó trở thành trào lưu. Uh, tuy nhiên thì sau này như các bạn uh, theo dõi các cái giải đấu Trung Quốc cũng như là các giải đấu uh, hàng đầu thế giới, uh, những cái giải đấu Việt Nam thì uh, chúng ta thấy rằng là uh, đa số mọi người chơi uh, tiên nhân, phi tượng nhiều hay là quá cung pháo khởi mã các bạn. Rất ít các kỳ thủ sử dụng pháo đầu. Đấy, thế trận này thì Vương thứ nhất đã đánh pháo đầu và tàu cũng đỡ cho mình cái thế trận uh, bình phong, cho nên là cái thế trận hot nó lại quay trở lại trong cái bàn đấu này. thì uh, C6 tấn 5 là biến mạnh nhất rồi, Như khai cuộc hai bên đi thì chuẩn chỉ không có gì để nói cả các bạn, nó chỉ là ở cái yếu tố chọn biến thôi, yếu tố chọn biến. Thôi. ở bên đỏ thì có nhiều hướng đánh và bên đen cũng có nhiều hướng đỡ và cái hướng này, hướng xe 6 tấn 2 này là một cái hướng cờ mà các bạn nhìn cái con xe thoạt nhìn nó rất là tối đúng không ạ? Nhưng ở sau này á bên đỏ sẽ binh 5 tấn bột một cái là các bạn thấy là cái hướng chuyển quân của bên đỏ nó sẽ trở nên rất là linh hoạt. Con pháo 7 sau khi xe 6 di chuyển thì nó có thể chuyển sang cánh phải. Và con xe 6 khi tấn 2 à, một lúc nào đó đẩy binh 5 lên thì con xe 6 cũng có thể chuyển sang lộ 4 rất là cơ động các bạn. Rất là hay cái nước cờ cực kỳ tiềm ẩn. Ở đây bình pháo đổi xe và đổi ngay. Ngoài ra thì ở trong một số thế trận ấy, trong một số thế trận thì bên đen có thể chơi như thế này. À, xe 1 tấn 3, à, xe 2 tấn 6, sĩ 6 tấn 5. Đấy pháo 7 thoái 1. Bình pháo đổi xe thì có một số thế trận là đen sẽ chơi cái biến này các bạn. Bình à, đổi xe ở cái hình này và xe đỏ ăn đè vào thì nó sẽ rơi vào tình huống khác. Thì như mình đã nói rồi thì đây là những cái lựa chọn biến thôi. Và hai kỳ thủ chọn cái hình này sẽ Xe 2 tấn 6, xe 6 tấn 2 Đổi xe và đổi luôn Và chuyển pháo 7 bình 2 trước Sau đó thì mới binh 5 tấn 1 sau Tuy nhiên thì uh, uh, Nắm bắt được ý đồ của đối phương Và bên đen tranh nước binh 5 tấn 1 Ép cho bên đỏ phải có cái động thái Đó là phải vật pháo lên Và sau khi vật pháo lên ấy, Thì uh, Cái nước binh 5 tấn 1 Rồi vẫn cứ thực hiện được thôi các bạn Và khi đó thì đen sẽ chuyển xe sang lộ 6 chấn ải cái lộ uh, tử huyệt Của cái thế mà đối phương có pháo đầu đống chặt phải không ạ rất là nhịp nhàng. Tuy nhiên thì đây thì nó nó nằm hết trong book rồi các bạn, nằm hết trong book rồi. cả Vương Thiên Nhất và cả Tàu Nham Lỗi thì đều rất là thành thạo ở chỗ này. Quan trọng là những cái nước cờ Chung cuộc về sau thôi. đó Bình Nam tấn 1 Vậy thì cái ý đồ được đặt ra rất từ rất lâu rồi. thì bây giờ thì bên đỏ mới thực hiện được phải không? đó là Bình Nam để thông lộ xe. ở đây thì có một cái phương án mà rất nhiều người thắc mắc là tại sao là không tấn xe bắt mã luôn? mã chạy lên thì sẽ chạy xe ra bắt đôi phải không ạ mà mã chạy về thì quá xấu rồi đấy tuy nhiên thì ở đây thì bên đỏ có một nước cờ rất hay đó là nếu mà sọc xe bắt mã thì đỏ sẽ đi xe sáu bình hai bắt lại mã xe đỏ không thể ăn mã đỏ được xe đen không thể ăn mã đỏ được bởi vì sẽ bị pháo vật mã cục ngay bắt buộc phải lên mã đến bây giờ thì đỏ sẽ đi mã ba tấn hai và cờ bên đen khá là khó xử lý nha các bạn ở đây phải đi đúng ấy, phải đi đúng phải đi như thế này và 9 mình 8 ăn mã tới thì vật vào tới đấu đi nó ra hình như thế này thì nhận định ở cái cờ đỏ nó có hai con tốt này nó rất là hung hãn này các bạn con mã này lúc nào cũng vẫn có thể vòng về rồi phát triển hướng về phía trung lộ hai mã đen thì chưa có đường đánh thì hình cờ này thì nó sẽ tương đối bất lợi chính vì vậy nên là tàng nhầm lỗi sẽ đã không sọc xe bắt mã rất là hợp lý thôi ở đây thì tàu nhảy mã 8 tấn 7 mã 8 tấn 7 và chống sĩ bây giờ thì không sọc được nữa rồi các bạn. Đó. và bên đỏ hình thành cho mình một cái thế cờ tương đối vững vàng, có được uh, tháo đầu đóng chặt chuẩn bị quật sang tốt biên, và đây thì bắt buộc phải đục tốt biên sang là hợp lý rồi các bạn. đương nhiên thì cũng chưa quật đứng ngay đâu các bạn, quật thì xe đội đen chạy sang bắt thì nó cũng dễ chết đúng không ạ? tương đối là rắc rối. đấy, cho nên là nhưng mà cứ đục tốt biên lên để áp chế vào cái con mã chín ở bên đỏ bởi vì bản chất của cái thế trận trung pháp tam binh ấy, nó có một cái đặc điểm cố hữu đấy là uh, cái con mã chín của bên đỏ nó sẽ rất là lâu để có thể tham gia vào trận đánh các bạn. Đây là một cái điểm mà 10 ván thì 9 ván là như vậy. Thì ván đấu này thì cái nước tốt biên của Tàu nhâm lỗi cũng chơi rất là sát theo cái chiến lược uh, của cái bố cục này rất là hợp lý các bạn. Rồi Tiếp theo thì nhất cứ lên sĩ sau đó thì lại lên tượng, củng cố cho mình một cái hình cờ vô cùng vững chắc, tìm cơ hội rồi chuyển cờ tàn có quân binh năm nó cũng sẽ tích cực hơn con tốt biên của đối phương rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái phương án này á và cũng cũng hợp lý đi. Đây, ở đây thì có một cái nước mã 9 thoái 7 của nhất thì software đánh giá là chưa phải phương án mạnh nhất. Phương án tối ưu nhất dành cho bên đỏ thì đỏ có thể là đi c6 tấn 1 như thế này thì nó sẽ hay hơn rất nhiều các bạn sẽ làm khó cái trục dọc ở lộ 1 của bên đen Đấy. ở đây giả sử như bên đen đi tốt chắn xe thì cứ ăn tốt lên thôi lắc tốt vào thì lui mã về các bạn Đấy. hình cờ này á bên đen có nước pháo một bình 3 ở đỏ có nước nước này rất hay các bạn ép cho đối phương của động thái bắt pháo nếu mà pháo chạy pháo chạy thì sẽ nhảy mã lên các bạn Đấy. nhảy mã lên thôi Đấy, bạn còn pháo vật thì chuyển pháo sang thôi thì cái cánh này rất là lỏng nhé và con pháo này sang cánh bên này thì cũng rất là tiềm ẩn khi mà cánh phải của bên đen cũng tương đối yếu phải không ạ Đấy. cái phương án mà số quay đề xuất là vòng mã về để đuổi xe thì khi đó sẽ giật xe về đó giật xe về và các bạn thấy là cái con mã này là một trong những huyệt tử này Đấy. nếu mà không cẩn thận có nước ra tướng là bên đen sẽ nguy hiểm ngay phải không ạ Đấy. những cái nước giòn rất là hay vừa đưa xe đến vị trí tích cực và vừa làm cho đối phương xấu hình rất hay các bạn tuy nhiên thì uh, thực chiến thì vương thiên nhất không đi như vậy không đi như vậy nhưng mà tôi nghĩ là hình cờ này đỏ cũng dễ chơi hơn so với bên, bên đen này các bạn nhất vòng mã về luôn mã 9 thoái 7 thì uh, tài nhâm lỗi uh, lắc tốt vào và bây giờ thì lao mã lên từ đây đến đoạn uh, hết ván cờ là nhất đánh không chạch nước nào các bạn chuẩn chỉ 100% luôn thế mới thấy được cái đẳng cấp của vương thiên nhất nhưng mà ở đây thì mình cũng tạm dừng lại một chút nhé các bạn nhé đôi khi là cái đẳng cấp và cái không đẳng cấp cái thành công và thất bại nó cũng mang cái tính chất mong lắm manh lắm các bạn các bạn còn nhớ ở trong trận playoff không ạ khi mà vương thiên nhất ngã ngựa trước một kỳ thủ được đánh giá là yếu nhất đội của đối phương Đấy, thì những tưởng rằng những fan của hàng châu đang rất lo lắng cho viễn cảnh của hàng châu rồi có lẽ là sẽ không thể bảo vệ được ngôi vương sẽ dừng bước tại đây thôi khi mà mọi năm thì nhất toàn thắng nhưng mà cái đồng đội của anh vẫn chật vật Ờ, để đem về những chiến thắng thậm chí là có những năm là thua và đội bị loại đúng không ạ năm nay thì lá cờ đầu vương tin nhất đã ngã ngựa nhưng mà um, khá là thú vị khi mà ở vòng đấu đó thì nhất thua nhưng mà những đồng đội của nhất thì thắng hết đó là thân bằng hoàng trúc phong và lại lưu huynh đều có cho mình những cái chiến thắng để giúp cho hàng châu vượt qua được vòng playoff rất là thú vị và đến bây giờ thì chúng ta thấy được cái đẳng cấp của chiến thần cứ ra trận là hai điểm đúng không ạ và thắng luôn ở cờ nhanh cho nó vuông các bạn và sau những trận chiến thắng này thì nhất cũng sẽ có được cho mình những cái hệ số elo tăng rất nhiều khi mà người bám đuổi anh đó là trịnh duy đồng thì lại đang không tham gia thi đấu rất là đáng tiếc cho đồng cũng là rất là đáng mừng cho fan của nhất đúng không ạ và chúng ta tiếp tục ván đấu thôi đây thì lui pháo về một nước và tấn pháo lên một nước các bạn thấy là những cái nước cờ của các cao thủ họ đi á. trong những cái hình cờ này nó gọi là những hình đứng các bạn những hình cờ này thật sự là rất khó đi Và đẳng cấp của những kỳ thủ Việt Nam Rất là khó đi được những phương án chính xác như vậy các bạn Thật sự là như vậy Chúng ta kém họ ở chỗ đó và ở cờ tàn nữa Nhưng mà rõ ràng với cái siêu phẩm cờ tàn ngày hôm qua của Huynh Thì có một cái gì đó cũng có được cái sự khẳng định gì đó Của nền cờ tướng Việt Nam phải không ạ Tự hào cờ tướng Việt Nam rồi, chúng ta trở lại ván đấu tiếp theo thôi. Nào mã tới và ra tướng, ra tướng như thế này thì à, bắt buộc thì đen phải có động thái rồi. đi xe 6 bình năm là nước cờ hợp lý nhất rồi. và xe bình 5 và chém mã xuống tốt luôn. ở đây thì không thể ăn xe ra mã rồi các bạn, ăn xe ra mã cục ngay, các bạn phải vỗ chiếu trước và vào tướng. sau một hồi suy nghĩ thì tào lại không ăn xe ra mã và xúc que cũng vậy. đầu tiên xúc que đề xuất là ăn xe ra mã thì điểm nó sẽ ít hơn, nhưng mà về sau thì nó lại tính là cao hơn nếu ăn xe ra mã thì xe sẽ ăn pháo các bạn. Đó sau này cái đường mã này phát triển rất là lộng này phải không ạ? Chuẩn bị pháo hai bình ba nữa này. Đấy. Cho nên là hình cờ này đi như tàu vẫn chuẩn hơn và lùi mã về bắt xe. Và bây giờ thì nhất cũng đẩy được cho mình một con tốt sang sông. Rõ ràng so sánh hai con tốt sang sông thì chúng ta thấy con tốt 3 này nó sẽ khó chịu hơn rất nhiều. Đấy nó đục xuống ấy nó đục xuống là nó đánh vào cái con mã 7 này ngay các bạn Còn con tốt hai này của bên đen thì rất là khó để xuống rõ ràng thì hai con tốt sang sông thì tốt đỏ là mạnh hơn rất nhiều và đến đây thì dường như là cái ưu thế đã thuộc về vương thứ nhất rồi đây thì đổi quân sau tình huống đổi quân thì nếu mà phòng ngự chính xác thì bên đen vẫn có thể thủ được các bạn ở đây là software đề xuất phương án đó là vật pháo lên vật pháo lên tốt như thế này các bạn thì có thể thủ được và cái nước cờ này thì nó đánh giá là sai lầm rồi. Nó đánh giá là sai lầm rồi và Vương Thiên Nhất đã tận dụng sai lầm một cách vô cùng triệt để, chuyển xe sang bắt mã, lắc tốt vào vừa bắt mã vừa bắt pháo thì Vương Thiên Nhất sẽ giữ một cái quân có tính chất chiến lược hơn. Ở đây thì phải ăn lại quân thôi, ăn lại quân bằng nước uh, ăn tốt xuống. Chính xác là ăn hơn quân nha các bạn, để đấu đấu quân. Uh, Tào nghĩ rằng là Nhất sẽ ăn xe xuống mã thì uh, khi đó thì uh, sẽ có một cái pha phòng thủ nào đó các bạn Ví dụ như là pháo chiến bình 6 chẳng hạn Khó nhỉ, đến đây thật sự khó rồi các bạn Chưa biết phòng thủ kiểu gì, kể ăn như thế này Cũng cũng thấy khó thủ Tuy nhiên thì Vương Thiên Nhất đi nước cờ mà Tàu uh, giật mình luôn các bạn Bất tình lình giật mình luôn Đó là đâm pháo xuống chiếu Mã ăn về thì xe chém tượng cục Mà mã về á thì xe 3 bình 4 sát cục luôn bắt buộc phải phế xe vào pháo, và phế xe vào pháo đấy thì cũng đồng ý nghĩa với thua thôi các bạn, đúng không ạ? Đấy. hoặc là có thể chém xe ông tượng không? đây có thể chém xe xuống tượng cũng được nha. nếu mà xe chém đây thì giật chiếu một, sau đó mới ăn xe. Đấy, chỗ này có nhiều phương án lắm các bạn. thế là cái cái nước đâm pháo xuống thì tàu lên tượng nhất ăn xe xuống mã nghĩ một lúc thì tàu buông cờ nhận thua, bởi vì ở đây thì đang bắt cục này, nếu ra tướng thì đâm chiếu giật chiếu ăn pháo, đỏ hơn cây và vừa hơn thế nữa đúng không ạ? Tướng đen xấu này và cái thế đánh của xe mã tốt thì nó chưa rõ ràng, đỏ chỉ cần lui pháo về phòng ngự là sẽ hóa giải được hết. À, chính vì vậy nên là hình cờ này thì đến đây thì Tào nhầm lỗi đã buông cờ nhận thua. Và sau cái thất bại này của Tào trước uh, Vương Thiên Nhất thì Hàng Châu đang có được một cái hy vọng cực kỳ lớn để bước vào trận chung kết, chỉ cần uh, ba trận sau hàng châu thắng một trận thôi là sẽ loại được Thâm quyến và thân thân bằng đã không làm nhất thất vọng khi mà ở lượt trận thứ hai thì anh ta cũng giành chiến thắng trước uh, uh, kỳ thủ hồng trí một cái kết quả cũng tương đối bất ngờ phải không ạ? Và qua đây thì uh, nam phương công tử lại lưu hình của chúng ta cũng đã góp mặt vào trận chung kết của giải danh giá nhất Trung Quốc các bạn, Giác cấp Liên tái 2023. Chúng ta cùng dõi theo bước chân của huynh và vương thiên nhất cùng với đội hàng châu vào ngày mai các bạn nhá đến đây thì video của mình kết thúc rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và có những những lời động viên dành cho bình luận viên hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau bye bye